Hi, xin chào mấy bạn rồi trở lại với kênh Game Hay Thế Giới. Như chúng ta đã biết, King Kong là một Titan khỉ tinh tinh khổng lồ. Nó cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến, đặc biệt là vào thế kỷ 21. Cuộc chiến đấu khốc liệt giữa nó với lại Godzilla và Mechagodzilla đã khiến cho King Kong bị thương không hề nhẹ. Từng ngày vết thương lở loét, máu chảy rất là nhiều. Thế là trên đường quay trở về nhà, nó cũng đã không chịu nổi, vết thương quá đau khiến nó không thể nào di chuyển, đứng khựng lại và rồi ngã xuống. Chú khỉ đại tinh tinh cũng đã chút những hơi thở cuối cùng, Titan King Kong còn sót lại trên trái đất cũng đã qua đời. Chẳng lẽ mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc với loài King Kong hay sao? Một thời gian sau thì xác của nó cũng đã phân hủy, lúc này chỉ còn bộ xương khô mà thôi. Hời, thiệt tội nghiệp cho nó, chưa biết mùi của mấy con khỉ cái thơm hay thúi nữa, mà nó đã chết mất tiêu rồi. Quay trở lại với thế giới của con người, mọi chuyện chưa dừng lại sau khi King Kong chết đi. Thế giới của con người chuẩn bị gặp một tai họa vô cùng lớn. Lúc này, tại một cái xưởng cơ khí sản xuất robot của một cá nhân là một ông lão từng làm việc cho tổ chức Apex chế tạo Mechagodzilla. Nhưng mà sau trận chiến với Kong, Mechagodzilla đã bị hủy hoại hoàn toàn. Tổ chức Apex đã chính thức phá sản và đóng cửa. Sau khi thất nghiệp, nhân vật chính là ông lão cùng với cháu của mình cũng nhanh chóng quay trở về làng quê, chế tạo những con robot bán cho những người nông dân để phục vụ trong nông nghiệp. Về phía của cháu ông lão, cậu bé vô cùng năng động. Cậu ấy cũng đã đòi ông của mình chế tạo một con robot để có thể trở thành bạn và đi chơi. Nhưng mà ngày hôm nay thật là một ngày kinh khủng đối với cậu bé. Khi cậu bé di chuyển và thấy được một vệt sáng từ trên trời rơi xuống, tưởng đâu là một thiên thạch vô cùng quý giá, cậu bé liền tiến thẳng về hướng đó. Nhưng thật không ngờ, đó lại là một chiếc đĩa bay của kẻ người ngoài hành tinh. Cậu bé vô cùng ngây thơ, liền chạy tới hòng muốn lượm những cái mảnh sắt thép để có thể bán nhôm nhựa kiếm tiền mua cà lê măng. Một tiếng nổ lớn vang ra từ cái phi thuyền đó, và một sinh vật kỳ lạ trên tay cầm một khẩu súng laser tiến thẳng về phía của cậu bé. Cậu bé vô cùng sợ hãi cũng nhanh chóng bỏ chạy trước. Con robot đứng lơ ngơ đã bị sinh vật ngoài hành tinh kia tiêu diệt. Và thật may mắn, nhờ con robot mà ông của cậu bé đã chế tạo ra đã giúp cậu bé thoát được một mạng. Cuộc gặp gỡ kinh hoàng của cậu bé với sinh vật ngoài hành tinh đầu tiên cũng đã là bằng chứng để mở ra cuộc xâm lược của những kẻ quái vật ngoài không gian này muốn đến trái đất và thâu tóm người trái đất. Chạy một mạch về nhà thì cậu bé thở hổn hển, vừa chạy vừa la lớn bảo với ông mình có chuyện không hay rồi. Ông của cậu bé đang loay hoay chế tạo những con robot để sản xuất bán cho người ta cũng nhanh chóng dừng việc lại và quay ra hỏi cậu bé. Tưởng rằng cái thằng trẻ trâu cháu của mình nó chọc ghẹo ai nên bị người ta dí đánh đuổi, hoặc là chọc mấy con chó hung tợn trong làng nên bị chó nó dí gần chết. Nhưng mà tất cả những suy nghĩ của ông lão đều không đúng. Cậu bé cũng đã kể hết toàn bộ sự việc. Ông lão vô cùng bất ngờ. Không ngờ thế giới trái đất lại chính thức gặp một đại họa vô cùng lớn. Sự xâm lược của người ngoài hành tinh cũng đã chính thức xảy ra. Hàng loạt chiếc đĩa bay ồ ạt từ bên ngoài không gian ùa vào. Bọn chúng đã bắn phá, gây nổ khắp mọi nơi trong thành phố. Thế giới của con người hoảng loạn, dân cư chạy khắp mọi nơi. Lúc này loài người lại mong chờ sự giải cứu đến từ Godzilla và King Kong. Nhưng mà họ không hề biết rằng King Kong đã chết. Còn về phía Godzilla, sau trận chiến với lại Mecha, một sản phẩm của con người được tạo ra, không muốn giết chết những sinh vật phóng xạ. Nên Godzilla rất là căm thù với cái cách con người đối xử với bọn chúng, và Godzilla không muốn bao giờ gặp lại con người nữa. Vậy thế giới của loài người sẽ bị lũ người ngoài hành tinh này xâm chiếm và tiêu diệt hoàn toàn hay sao? Nào, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại chỗ của hai ông cháu nhân vật chính. Sau khi nghe tin thành phố đã bị hủy diệt bởi lũ UFO thì hai ông cháu cũng nhanh chóng cuốn gói lên đường để bỏ đi thật xa đến một nơi an toàn. Nhưng mà đứa cháu của ông lão lại không chịu đi. Nó muốn ông lão quay trở lại về nhà chế tạo những con robot chiến đấu để chống lại lũ UFO bảo vệ thế giới con người. Tuy nhiên thì ông lão gay gắt phản đối. Ông lão cho rằng mình đã già rồi, chỉ phù hợp chế tạo những con robot nhỏ lẻ phục vụ cho nông nghiệp, hoặc là những con robot chơi với trẻ con. Tuy nhiên thì cậu bé hoàn toàn thất vọng về ông của mình. Mặc dù đã được ông chế tạo một con robot vui chơi mới thay thế con robot cũ, nhưng cậu bé không hề muốn bỏ đi như thế này. Sự bực tức buồn bã trong lòng khiến cho cậu bé nói nặng lời ông của mình. Cậu bé bảo ông của mình già mà sao hèn nhát ích kỷ thế. Cứ như vậy ông sẽ ế suốt đời cho mà xem, mạng nhện đóng hết cho coi. Hai ông cháu lời qua tiếng lại với nhau thì đột nhiên phía trước
hai ông cháu đã gặp được bộ xương, một bộ xương quen thuộc, đó chính là của King Kong. Ông lão vô cùng ngỡ ngàng. Mấy năm trước khi làm việc cho tổ chức APEC, đã thấy King Kong xuất hiện trong trận chiến với lại Godzilla và Mecha. Không ngờ nay nó đã chết và thậm chí chỉ còn bộ xương trơ mà thôi. Về phía cậu bé vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng. Nhưng mà đột nhiên trong đầu của cậu bé lại đưa ra một ý tưởng rất táo bạo. Cậu bé bảo ông của mình hãy mau chế tạo một con robot khổng lồ giống như King Kong, thay thế nó đi ông. Sau đó cho nó bảo vệ thế giới, bảo vệ con người. Nhưng đổi lại, ông của cậu bé hoàn toàn từ chối. Ông ấy còn bảo nghe mắc địch quá, khiến cho cậu bé vô cùng thất vọng. Sau đó thì họ cũng nhanh chóng tiếp tục di chuyển ra một bờ biển, hy vọng là có thể gặp một chiếc thuyền di cư nào đó để đưa họ di chuyển khỏi khu vực đất liền này. Nhưng mà thật không ngờ, họ vô tình di chuyển ngang một cái cánh cổng, nơi một cái căn hầm bí mật của tổ chức APEC ngày xưa trước đây. Ông lão cũng đã nhận ra những ký hiệu của tổ chức hồi trước mình đã làm, liền nhanh chóng chạy tới và phát hiện ra một cái đường đi xuống một cái căn hầm bí mật của tổ chức APEC. Ông ấy rất là tò mò và nhớ lại những hồi ức mà mình đã từng làm cho tổ chức này trước đây. Thế là ông ấy cũng đã thay đổi quyết định. Thay vì di cư bằng tàu ra khỏi đất liền thì ông ấy sẽ cùng cháu của mình chui xuống cái đường hầm này và xem xét dưới đó có phải là nơi ẩn nấp an toàn hay không. Họ cũng đã quyết định chui vào bên trong. Thật không ngờ dưới đây là một thế giới vô cùng rộng lớn mà tổ chức APEC đã xây dựng từ ngày xưa. Mặc dù đã làm việc cho cái tổ chức này rất nhiều năm, nhưng mà ông lão đây là lần đầu tiên thấy một cái căn cứ kỳ lạ của APEC to đến như thế. Và thế là ông ấy cũng vô cùng tò mò, nhanh chóng bơi về phía trước. Phía trước kia là một nơi chắc là để sản xuất một thứ công nghệ nào đó mà APEC chưa kịp cho ra mắt trước khi bị phá sản. Thật bất ngờ hơn nữa khi hai ông cháu cùng với con robot đồ chơi của cậu bé tiến thẳng vào bên trong thì họ đã phát hiện được thì ra đó chính là công nghệ robot khổng lồ mà APEC chuẩn bị cho ra mắt. Wow! Những con robot này rất đẹp, rất sặc sỡ. Chắc có lẽ bọn chúng sẽ là những đội binh rất mạnh mà APEC từng muốn sử dụng. Trước sự tuyệt vời đó, ông lão cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình một lần nữa, liền quay lại cháu nội của mình và hỏi nó có muốn ta cứu thế giới một lần nữa hay không. Cậu bé rất vui, liền gật đầu. Thế là ông lão cũng đã chính thức nhanh chóng tiếp tục cái công nghệ robot của APEC để có thể điều khiển bọn chúng tiêu diệt lũ UFO giải cứu cho con người. Later that day. Vài ngày sau, trong thành phố, lúc này lũ UFO đã phá tan khắp mọi nơi, thì bỗng dưng một đội quân robot gồm 4 con là những người máy mà được ông lão đã phục hồi. Bọn chúng cũng nhanh chóng tiến thẳng về lũ UFO, đập phá và ngăn lũ UFO lại. Nhưng mà dường như lũ robot này bọn chúng không thể nào bay, di chuyển rất chậm chạp, những cú nhảy yếu ớt. Chắc có lẽ ông lão chỉ một mình mà thôi, nên chưa có thể tân tiến và phát huy tối đa sức mạnh của lũ robot đến từ APEC này được. Sau một hồi chiến đấu thì đĩa bay tiêu diệt không được bao nhiêu, 3 con robot trong số 4 bọn chúng đã bị hủy diệt. Con cuối cùng được ông lão nhanh chóng điều khiển quay trở lại tổ chức APEC. Hom muốn nghiên cứu sâu hơn và muốn nâng cấp nó để có thể quay trở lại tiêu diệt hoàn toàn lũ UFO kia. Lúc này vô tình trên đường điều khiển quay trở về nhà thì ông lão thông qua camera điều khiển cũng đã nhìn thấy con robot của mình gặp được bộ xương của King Kong. Tiên thể cũng nhanh chóng ôm bộ xương của King Kong quay trở lại căn cứ luôn. Cái điều vô tình này cũng đã chính thức bắt đầu một cái cuộc công nghệ mới đến từ ông lão, một nhân viên già của tổ chức APEC cũ trước đây. Dựa theo một câu nói vui của cháu mình, một ý tưởng của trẻ con bộc phá đó chính là chế tạo một con robot theo hình dạng của King Kong. Ông lão cũng đã đặt quyết tâm và thực hiện cho bằng được. Trên nền tảng của con robot công nghệ APEC cũ, ông lão cũng nhanh chóng thay thế các chi tiết, chuyển đổi hình dạng, màu sắc và đặc biệt là thân thể. Đồng thời dựa theo cái khung xương mà đã nhặt về từ trong rừng thì một cái hình dạng robot King Kong cũng đã được ra đời. Một con robot metal, một con robot kim loại rắn chắc, đồng thời kết hợp với những khẩu súng vô cùng hiện đại, có thể bắn ra laser hạt proton chết chóc. Cuối cùng thì ông lão cũng có thể giúp loài người quay trở lại tiêu diệt lũ UFO xâm chiếm kia rồi. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Sau khi nâng cấp thì chú khỉ kim loại, chú khỉ robot đặc biệt này cũng đã sử dụng súng của mình tiêu diệt hàng loạt UFO. Lũ UFO rơi lợp đợp. Những người dân chạy tán loạn lúc này chợt đứng lại, nhìn thấy một sinh vật to lớn
có hình dạng là một chú khỉ. Họ liền liên tưởng đó chính là King Kong. Họ rất biết ơn King Kong và lúc này mới nhận được giá trị, nhưng họ không hề biết rằng King Kong thật sự trong lòng của họ đã chết rồi. Đây chỉ là một phiên bản thay thế mà thôi. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc êm xuôi, nhưng thật không ngờ, có hai chiếc UFO cuối cùng trước khi bị tiêu diệt thì bọn chúng cũng nhanh chóng biến mất. Và rồi bỗng dưng trên bầu trời mở ra một cái lỗ hổng không gian khổng lồ. Từ trong lỗ hổng đó xuất hiện những con quái vật ngoài hành tinh, siêu bự, siêu to, to hơn King Kong robot của chúng ta gấp mấy lần. Cảm thấy tình hình không ổn, nếu tiếp tục chiến đấu thì con robot King Kong sẽ bị tiêu diệt phá hủy hoàn toàn dưới tay của cái lũ quái vật này, nên ông lão cũng đã quyết định thu hồi nó, cho nó nhanh chóng quay trở lại căn cứ để có thể bảo trì, nâng cấp và sửa chữa. Cậu bé cảm thấy ông của mình thật thay đổi, trở thành một người ông vô cùng tuyệt vời, một người ông vĩ đại, biết bảo vệ con người. Và lần này ông ấy đã làm một điều thật không tưởng. Ông ấy đã cho toàn bộ khung xương của King Kong nhanh chóng vào cơ thể của con robot máy kia. Từ đó ông ấy đã phát triển một thân hình toàn diện hơn. Lúc này cậu bé cháu nội cũng muốn đóng góp một thứ gì đó vào trong con King Kong này. Thế là cậu ấy cũng bảo ông nội của mình nhanh chóng sử dụng con robot đồ chơi của mình để có thể gắn vào trong người của King Kong, giúp nó toàn diện hơn. Vài ngày sau, những bước chân rung động dưới nền đất từ phía của hướng tổ chức IPS cũ đã xuất hiện một con robot, à không, một con mecha King Kong khổng lồ vô cùng tuyệt vời. Nó nhanh chóng đi hung hút và di chuyển thật nhanh về phía của thành phố. Trên miệng nó đã phun ra một lượng hơi proton vô cùng mạnh, bất cứ thứ gì ngăn cản đều bị phá hủy. Còn mecha King Kong do ông lão điều khiển tiến thẳng vào trung tâm, nơi chiếc con quái vật ngoài hành tinh kia được triệu hồi và đang quậy phá, tiêu diệt thế giới của con người. Và một cuộc chiến kinh thiên động địa cũng đã xảy ra. Mecha Kong liền bị những con quái vật đó sử dụng số đông, ức hiếp, chà đạp, đánh và quật liên tục. Nhưng mà cơ thể của Mecha Kong vô cùng rắn chắc, còn siêu cứng hơn là Mecha Godzilla rất nhiều. Lúc này Mecha Kong liền lập tức phản công lại. Vâng, các bạn không nhìn lầm đâu. Một phát duy nhất, một cú nổ Big Bang được tạo ra trong cơ thể của Mecha Kong đã khiến cho lũ quái vật ngoài hành tinh kia nằm gục hết. Vậy là thế giới của con người được hoàn toàn giải phóng khỏi lũ người ngoài hành tinh và lũ quái vật khổng lồ này. King Kong mặc dù đã chết, nhưng ý chí của nó mãi mãi trong cơ thể của Mecha Kong.